Cách đăng nhập vào cái app socialos.com. Bình thường quý vị đăng nhập vào cái socialos thì nó sẽ yêu cầu nhập cái mã được gửi vào số điện thoại. Thì ở đây tôi nhập số điện thoại. Rồi, nhập xong chọn vào send. Rồi, các bạn hãy xác minh cái hình vẽ này bằng cách kéo cái thanh trượt. Ok, ở đây quý vị hãy chờ khoảng độ 1 phút để bên app SocialOS họ gửi cái mã vào số điện thoại của quý vị. Nhưng mà hiện tại tất cả các nhà mạng Vina, Mobi, Viettel tại Việt Nam họ đang chặn những cái tin nhắn quốc tế. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều quý vị đăng nhập vào cái app SocialOS này không thể đăng nhập hoặc là mất rất nhiều thời gian. Thì các bạn phải chờ thôi. Chờ và chuyển sang cái chế độ đăng nhập xác minh bằng mã gửi qua email. Rồi, đã hết thời gian 60 giây mà họ không gửi về số điện thoại, các bạn hãy chọn lại. Đấy, bây giờ các bạn hãy chọn vào send by email. Rồi, bây giờ mở email lên. Mở email lên. Đó. Chọn email rất là nhanh. Bây giờ các bạn hãy nhập cái lấy cái mã từ trong email. Như ở đây là 732703. Ok, vậy là đã đăng nhập thành công. Và đến đây thì các bạn có thể vào check in để nhận cái token của cái SocialOS này. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.